Thế nhờ các bạn, chúc các bạn một ngày vui vẻ. AD trở lại rồi đây. Công ty pin năng lượng mặt trời Trung Quốc JA Solar tăng trưởng thần tốc tại Việt Nam. Doanh thu năm 2023 hơn 68.000 tỷ, dự kiến tăng gấp đôi vào năm 2024. Năm 2022, theo dữ liệu của Vietdata, doanh thu JA Solar Việt Nam đạt khoảng 28.000 tỷ đồng. Trước đó, vào năm 2021, doanh thu của công ty này chỉ mới khoảng 5.000 tỷ đồng. Chiều ngày 18 tháng 1, trong chương trình dự lễ công bố thành lập thị xã Việt Yên thuộc tỉnh Bắc Giang, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới thăm, tặng quà công nhân công ty JA Solar Việt Nam tại khu công nghiệp Quang Châu. Tuy mới đầu tư tại Việt Nam từ năm 2016, nhưng công ty đã trở thành doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài lớn thứ hai tại Bắc Giang. Mới nhất, vào tháng 10 năm 2023, nhà máy JA Solar Việt Nam công bố mở rộng với tổng vốn đầu tư 477 triệu USD, khoảng 10.971 tỷ đồng, vốn đầu tư tăng thêm là 378 triệu USD, tương đương 8.694 tỷ đồng. Ban đầu, dự án có vốn đầu tư là 280 triệu USD, sau khi điều chỉnh thêm 378 triệu USD, tổng vốn đầu tư của dự án là 658 triệu USD. Theo đó, tập đoàn JA Solar là doanh nghiệp nước ngoài có số vốn điều chỉnh tăng lớn nhất tại Bắc Giang trong năm 2023. Đến hiện tại, JA Solar đã đầu tư 3 dự án vào Bắc Giang với tổng vốn đầu tư 967 triệu USD, chuyên sản xuất tấm silic và lắp ráp tấm pin năng lượng mặt trời, tế bào quang điện hiệu suất cao, hình thành nên chuỗi sản xuất pin năng lượng mặt trời khép kín tiên tiến, hiện đại bậc nhất thế giới tại Việt Nam. Các dự án đang sử dụng gần 4.000 lao động, chủ yếu là lao động địa phương, thu nhập trung bình đạt 14 đến 15 triệu đồng trên một người trên tháng. Báo cáo với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, JA Solar cho biết, năm 2023, công ty đạt doanh thu 2,8 tỷ đô, tương đương hơn 68.000 tỷ đồng. Dự kiến năm 2024, sản lượng và doanh thu của JA Solar Việt Nam sẽ tăng gấp đôi. Tập đoàn JA Solar đang tiếp tục nghiên cứu và định hướng thị trường. Dự kiến trong những năm tới sẽ đầu tư thêm dự án mới tại Việt Nam, củng cố chuỗi sản xuất pin năng lượng mặt trời. JA Solar Việt Nam là doanh nghiệp FDI thuộc JA Solar, tập đoàn hàng đầu thế giới về sản xuất pin năng lượng mặt trời có trụ sở tại Bắc Kinh, Trung Quốc, do tỷ phú Jin Bao Fang là nhà sáng lập, chủ tịch kiêm tổng giám đốc. Tập đoàn này được thành lập từ năm 2005, hiện sở hữu 11 công ty thành viên sản xuất trên toàn thế giới và cung cấp các sản phẩm pin mặt trời cho 135 quốc gia và vùng lãnh thổ ở châu Âu, châu Mỹ và Nhật Bản. Tính đến cuối tháng 6 năm 2023, JA Solar có quy mô tổng tài sản đạt 87,9 tỷ nhân dân tệ, tương đương hơn 12 tỷ đô. Năm 2022, JA Solar ghi nhận doanh thu bán hàng đạt 72,9 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 9,96 tỷ đô. Trong nửa đầu năm 2023, doanh thu của JA Solar đạt 40,8 tỷ nhân dân tệ, khoảng 5,57 tỷ đô, tăng 43,5% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận ròng đạt 4,8 tỷ đô, tương đương 655,8 triệu đô, tăng 182% so với nửa đầu năm 2022. JA Solar rót vốn vào Việt Nam từ tháng 12 năm 2016 với dự án nhà máy sản xuất tấm silic công suất 1.500 MW trên năm và lắp ghép tấm pin năng lượng mặt trời công suất 1.500 MW trên năm, quy mô 18,86 hectare tại Lô G, khu công nghiệp Quang Châu, tỉnh Bắc Giang. Đến năm 2020, dự án này được nâng công suất lắp ghép tấm pin lên 3.500 MW trên năm. Doanh thu 2,8 tỷ đô, 68.000 tỷ đồng của JA Solar, theo công bố nói trên, cho thấy sự nhảy vọt so với năm 2022. Theo dữ liệu của Vietdata, năm 2022, thị trường pin năng lượng mặt trời tiếp tục bị thống trị bởi ba doanh nghiệp nước ngoài là Vinasolar, JA Solar và First Solar, với tổng doanh thu thuận khoảng hơn 78.000 tỷ đồng, tức hơn 3 tỷ đô. Trong đó, doanh thu JA Solar đạt khoảng 28.000 tỷ đồng. Trước đó, vào năm 2021, doanh thu của công ty này chỉ mới khoảng 5.000 tỷ đồng. Khối ngoại độc bá thị trường pin năng lượng mặt trời tỷ đô tại Việt Nam. Thị trường pin năng lượng mặt trời tại Việt Nam đang chứng kiến đà phát triển mạnh mẽ khi ba doanh nghiệp dẫn đầu có doanh thu lên đến hơn 3 tỷ USD. Tuy nhiên, ưu thế hoàn toàn thuộc về doanh nghiệp ngoại khi chỉ có duy nhất một doanh nghiệp nội địa. Ngành sản xuất pin năng lượng mặt trời của thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đóng vai trò quan trọng trong quá trình cung cấp điện. Sự tăng giảm sản lượng, huy động của điện năng lượng tái tạo mặt trời sẽ góp phần phản ánh tiềm năng của ngành sản xuất pin mặt trời trong tương lai. Các báo cáo mới nhất cho thấy thế giới đã đạt tiến bộ trong việc sử dụng năng lượng tái tạo.
trong giai đoạn từ năm 2015 đến 2022, sản lượng năng lượng tái tạo của toàn cầu tăng trung bình 11% mỗi năm. Theo Vietdata, dự kiến đến năm 2030, năng lượng tái tạo sẽ đóng góp 80% năng lực sản xuất những loại điện năng mới, trong đó riêng năng lượng mặt trời đã chiếm hơn một nửa mức mở rộng năng lượng tái tạo nói trên. Trong quy hoạch điện 8, Việt Nam ưu tiên phát triển mạnh các nguồn năng lượng tái tạo phục vụ sản xuất điện. Nguồn điện này sẽ đạt tỷ lệ khoảng 30,9 đến 39,2% vào năm 2030, nâng lên 67,5 đến 71,5% vào năm 2050. Cùng với sự phát triển của các dự án điện mặt trời, thị trường bên năng lượng mặt trời cũng phát triển sôi động khi dữ liệu từ Vietdata cho thấy 3 doanh nghiệp dẫn đầu thị trường có mức doanh thu thuần lên đến khoảng hơn 78.000 tỷ đồng, tức khoảng hơn 3 tỷ đô. Tuy nhiên, hiện nay các doanh nghiệp ngoại đang hoàn toàn thống trị thị trường pin năng lượng mặt trời khi chỉ có duy nhất một doanh nghiệp nội địa là công ty cổ phần năng lượng Ares. 3 doanh nghiệp ngoại dẫn đầu về doanh thu. Theo dữ liệu do Vietdata công bố, 3 doanh nghiệp pin năng lượng mặt trời dẫn đầu thị trường về doanh thu thuần trong năm 2022 là Vinasolar, JA Solar và First Solar. Xếp đầu tiên về doanh thu thuần trong năm 2022 là Vinasolar, công ty trách nhiệm hữu hạn Vinasolar Technology, doanh nghiệp được thành lập vào đầu năm 2014, một công ty thành viên của tập đoàn Điện mặt trời Canada, là doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài. Theo giới thiệu, Vinasolar chuyên sản xuất, lắp ráp, gia công pin năng lượng mặt trời với đội ngũ nhân công khoảng 8.000 người, xuất khẩu sang thị trường Mỹ và sản phẩm chính là tấm tế bào quang điện sử dụng cho tấm pin năng lượng mặt trời. Dữ liệu từ Vietdata cho thấy, doanh thu thuần của Vinasolar ghi nhận mức tăng đáng kể qua các năm. Năm 2020, công ty đạt khoảng 7.000 tỷ đồng và tăng mạnh vào năm 2021 khi vượt mức 20.000 tỷ đồng. Năm 2022, Vinasolar ước có mức doanh thu thuần khoảng 34.000 tỷ đồng. Xếp thứ hai là JA Solar, công ty trách nhiệm hữu hạn JA Solar Việt Nam được thành lập năm 2016, thuộc tập đoàn JA Solar, là nhà sản xuất pin năng lượng mặt trời lớn nhất thế giới. JA Solar có nhà máy nằm ở khu công nghiệp Quang Châu, tỉnh Bắc Giang với diện tích dự án khoảng 20 ha, quy mô sản xuất tấm pin mặt trời công suất 1.500 MW trên năm. Dữ liệu từ Vietdata cho thấy, JA Solar là công ty hiếm hoi trong ngành sản xuất pin năng lượng mặt trời, có cả doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế đều tăng trong giai đoạn 2020-2022. Đứng thứ ba là First Solar, một tập đoàn của Mỹ ra đời năm 1999, chuyên sản xuất về tấm mô đun năng lượng mặt trời hàng đầu trên thế giới. Tại Việt Nam, First Solar được đầu tư và đi vào hoạt động từ năm 2017 tại khu công nghiệp Đông Nam, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Theo giới thiệu, First Solar là một trong những doanh nghiệp đi đầu trong ngành sản xuất mô đun năng lượng mặt trời theo công nghệ màng mỏng, thin film. Đó được xem là vũ khí quan trọng trong việc cạnh tranh với các đối thủ trong ngành sản xuất pin đa tinh thể silicon poly hay đơn tinh thể mono tại Việt Nam nói riêng và toàn cầu nói chung. Về kết quả kinh doanh, theo Vietdata, doanh thu thuần của First Solar đạt khoảng 20.000 tỷ đồng vào năm 2020 và giảm gần 10% lần lượt trong 2 năm kế tiếp. Ares, doanh nghiệp nội duy nhất. Doanh nghiệp nội địa duy nhất xuất hiện trong báo cáo thị trường của Vietdata năm 2022 về ngành sản xuất pin năng lượng mặt trời Việt Nam là công ty cổ phần năng lượng Ares. Theo giới thiệu, doanh nghiệp thành lập năm 2012 là một thành viên của tập đoàn năng lượng mặt trời Bách Khoa. Ares có tổ hợp sản xuất với tổng công suất hoạt động là 350 MW trên năm. Sản phẩm chính là các tấm pin mặt trời đơn tinh thể. Pin năng lượng mặt trời Ares đã được xuất khẩu sang nhiều quốc gia trên thế giới như Hà Lan, Singapore, Thổ Nhĩ Kỳ và đặc biệt là thị trường Mỹ. Là doanh nghiệp nội địa duy nhất, doanh thu thuần trong năm 2022 của Ares đang khá khiêm tốn ở mức gần 350 tỷ đồng. Con số này giảm đáng kể so với mức khoảng 400 tỷ đồng trong năm 2021 và mức ước khoảng gần 900 tỷ đồng của năm 2020. Nhận định về triển vọng của ngành, báo cáo thị trường năm 2022 về ngành sản xuất pin năng lượng mặt trời của Việt Nam, Vietdata đánh giá, trong bối cảnh nguồn thủy điện đã khai thác tới 80% công suất và gần như không còn dư địa phát triển, nguồn nhiệt điện than phải tuân thủ theo những cam kết của Việt Nam trong Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP26, thì năng lượng tái tạo như một giải pháp khắc phục nhanh tình trạng thiếu điện hiện nay, cũng như là nguồn cung cấp điện cốt lõi cho tương lai. Sự cạnh tranh trong ngành vô cùng khốc liệt khi chỉ có duy nhất một công ty Việt Nam, Ares, còn lại phần lớn đều là các công ty thuộc sở hữu nước ngoài, trong đó có Trung Quốc và Mỹ, báo cáo của Vietdata đánh giá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye!